Kính bạch chư tôn, thượng tọa, đại đức tăng, đại đức ni, giáo phẩm của Phật giáo chúng ta. Lời đầu tiên xin được chào tất cả quý vị chúng ta. Đây là một trong những cái khóa đầu tiên mà Xuân Hốc được tham gia. Và thực sự là trong cái cảm xúc bây giờ là đang rất rung. Rung vô cùng. Ngày hôm qua thì thật sự là có hai xuất diễn ở tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò vừa là đạo diễn vừa là diễn viên, và hai xuất diễn cũng rất nặng, nói về danh nhân Nguyễn Trãi. Trong cái công tác đời thường của Xuân Hồng thì là làm giảng viên, dạy về diễn viên. Thế nhưng với phong cách dẫn chương trình và các lớp dẫn chương trình thì đã tham gia rất nhiều các tỉnh thành. Chính vì vậy mà ngày hôm nay trước tất cả các vị thì chắc xin phép gần như là một cái lời sám hối để được chia sẻ với tất cả quý vị những kinh nghiệm, những học thuật trong nghệ thuật dẫn chương trình. Và rất mong quý vị chúng ta có điều gì thì hãy lượng thứ. Việc lượng thứ đầu tiên là về cách xưng hô. Thưa với các thầy, với các cô, chắc phải xin như vậy thôi. Đó là vị thứ nhất. Và xin phép là mình xin được xưng tên là Xuân Hồng. Dạ, cùng với các thầy các cô, để chúng ta có một cái việc trao đổi với nhau. Thì ra trong cái nghiệp vụ dẫn chương trình là một trong những nghiệp vụ mà ngày nay rất cần. Thế nhưng để hiểu về nó, để hiểu về công việc của chúng ta thì tất cả các vị đây, nhiều khi các vị còn giỏi hơn mình nữa. Bởi vì sao? Đối với cái tín ngưỡng tôn giáo và đối với nghi lễ trong tôn giáo thì các vị sẽ rất rành. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về cái công việc của người dẫn chương trình thì Xuân Hồng xin phép được có khi ngồi, có khi đứng và có khi xin được xuống cùng với tất cả các vị, để chúng ta có một cái buổi gọi là mạn đàm trao đổi sao cho thú vị và vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Được không ạ? Dạ. Thoát khỏi một chút rồi đó, thấy mừng mừng. Dạ. Thưa là với cái công việc người dẫn chương trình, khi nhận được cái thiệp mời của cái ngày hôm nay thì thật sự Hồng rất băn khoăn bởi cái chỗ là mình là người dẫn các chương trình của xã hội. Ví dụ như cách đây là 20 năm mình cùng với Thảo Vân, rồi mình cùng với Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa, vân vân, làm rất nhiều những chương trình. Nhưng mà khoảng cỡ 10 năm nay trở lại hoặc là 15 năm trở lại gì đó thì đứng phía sau để làm công tác giảng dạy, làm công tác huấn luyện thì nó tốt hơn. Thế thì việc đầu tiên xin chia sẻ với quý thầy, quý cô. Và bởi vì là ngày hôm nay nghe là 63 tỉnh thành thì thật sự là rất sợ. Sợ lắm, tại vì đây là đại diện, đây là những nồng cốt, đây là những vị gọi là nhất của một tỉnh, một thành nào đó. Dạ. Thành ra là mình lại rất lo, mình lại mong một cái cảm giác là được chia sẻ và sau đó được học tập. Thành ra việc đầu tiên thưa với các thầy cô là việc đầu tiên chúng ta phải xác định được người dẫn chương trình họ là ai trong một chương trình, phải không ạ? Và cũng xin mạn phép là không biết vị trí ngồi này thì sẽ sắp xếp như thế nào, nhưng mà sẽ tiện đâu thì sẽ chuyển micro cho người đó nha. Dạ, dạ rồi, thống nhất như vậy, thống nhất đâu mà. Dạ rồi, cảm ơn nhiều ạ. Rồi, việc đầu tiên ngày hôm nay chúng ta cứ nói và chia sẻ những gì mà chúng ta có thể hiểu và chúng ta biết. Thưa với các thầy, với các cô, một cái nguyên tắc mình khi làm việc là nguyên tắc không được phép giấu. Không phép giấu. Xin thưa rằng là mình thường là sẽ không giấu và sẽ chia sẻ những cái gì chúng ta biết hoặc chưa biết thì chúng ta sẽ nói là chưa biết, và chưa rõ thì chúng ta sẽ chưa rõ, không có việc gì cả. Rồi, việc đầu tiên như vậy là xin xác định thử xem, các thầy các cô xác định thử coi người dẫn chương trình họ là ai trong một chương trình. Chắc cái này xin gặp các thầy nào trẻ trẻ đi. Dạ. Thường thường mình thấy đi góc bên tả rồi mình... Thầy ơi. Dạ. Thưa thầy, như vậy là thầy chia sẻ coi người dẫn chương trình họ là ai trong một chương trình. Dạ, thưa anh, người dẫn chương trình chính là người làm chủ trong một cái chương trình nào đó. A Di Đà Phật.
Rồi, như vậy là thầy vừa chia sẻ một vấn đề là người dẫn chương trình là người làm chủ, hay nói chính xác hơn là người điều khiển trong một chương trình đó. Rồi, còn ai khác nữa không ạ? Xin mời cô. A Di Đà Phật, con xin trả lời với cái cảm nhận riêng của con. Người dẫn chương trình là người trao một cái năng lượng tốt đến cho cái buổi lễ đó, và đó là một linh hồn của cái buổi lễ đó. A Di Đà Phật. Vâng, đúng rồi ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay ạ. Như vậy là việc thứ hai, cô vừa nói một việc thứ hai đó là gì? Người dẫn chương trình là người trao linh hồn. Trao linh hồn hay là giữ cái phần không khí của chương trình ngày hôm đó. Xin thưa, đó là một cái việc mà người dẫn chương trình luôn mong muốn. Luôn mong muốn dẫn được cái không khí, cái thần thái, cái tinh thần của cái buổi lễ ngày hôm đó. Rồi, như vậy là người dẫn chương trình là người đầu tiên là người điều khiển chương trình. Rồi, người thứ hai là người gì? Giữ cái ngọn lửa đó, hay nói chính xác hơn là truyền đạt những thông tin, những thông điệp trong một chương trình. Thế người dẫn chương trình họ còn một cái vai trò nữa, đó là họ dẫn dắt chương trình. Và cái điều này cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta làm mà chúng ta không nắm được vai trò của người dẫn chương trình thì hoàn toàn là sẽ thất bại. Bởi vì có những chương trình chúng ta biết rằng là với vai trò là người dẫn chương trình thì họ sẽ gì? Dẫn từng tiết mục, họ sẽ dẫn từng nội dung, và họ làm rõ từng nội dung, làm rõ từng tiết mục cho cái gì? Cho cái chủ đề mà chúng ta mong muốn. Và người dẫn chương trình họ có một vai trò thứ hai là gì? Họ điều khiển cái chương trình đó. Họ điều khiển bởi vì cái nhiệm vụ của họ là gì? Phải điều khiển, và tất cả mọi việc xảy ra tại cái chương trình đó thì cái người dẫn chương trình là người quyết định cho sự việc ngoài sân khấu. Chính vì vậy mà người dẫn chương trình cực kỳ quan trọng. Cái vai trò thứ ba của người dẫn chương trình đó là gì? Họ đưa những thông điệp, họ gửi những thông tin. Hay nói thật, nói chính xác, cái mong muốn của người dẫn chương trình nhất là gì? Họ giữ được cái ngọn lửa, họ giữ được cái không khí của buổi lễ nào đó. Rồi, với cái đó là ba vai trò của một người dẫn chương trình. Thế từ những vai trò đó, chúng ta suy ra những nhiệm vụ của người dẫn chương trình. Trong một chương trình, họ sẽ làm gì? Họ có những nhiệm vụ gì? Chắc cái này phải đi xuống dưới. Với kinh nghiệm của quý thầy, quý cô, thế thì trong cái vai trò của mình như vậy thì cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình thường họ làm gì trong một chương trình? Đây kẹt đường là thầy, thành ra tới đây chỉ còn có gặp thầy thôi. Mời thầy. Mô Phật, xin thưa là người dẫn chương trình có nhiệm vụ làm cho cái chương trình đó được theo như ý muốn của ban tổ chức, và phải nói được, nêu được cái thông điệp của một cái buổi lễ đó. Thầy ở dưới im quá, mình sợ. Sợ. Thật sự ra là thầy đã nói đúng được một phần rồi đó. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho thầy ạ. Dạ. Việc đầu tiên của người dẫn chương trình, cái nhiệm vụ đầu tiên của họ là gì? Là phải làm rõ nội dung các tiết mục, hoặc các nội dung, các tiết mục hoặc các yêu cầu của buổi lễ ngày hôm đó. Làm rõ, vấn đề đầu tiên là nhiệm vụ phải làm rõ cái chương trình đó. Muốn gì trong từng phần một. Và nội dung thứ hai đúng là gì? Là người dẫn chương trình họ sẽ có một cái sự là kết nối. Họ sẽ kết nối người biểu diễn trên này, người đứng trên khán đài cùng với tất cả quý vị ở phía dưới. Họ nối kết giữa nội dung này với tất cả những người khán giả đến dự. Họ nối kết những thông điệp từ phía ban tổ chức đến với tất cả những người tham dự trong buổi lễ ngày hôm đó. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Như vậy, nhiệm vụ của người dẫn chương trình nó sẽ bao quát tất cả cái hàm
chứa mà người đạo diễn hay người tổ chức chương trình họ mong muốn. Kính thưa quý vị, như vậy là cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình, họ điều khiển, họ chịu trách nhiệm từng tiết mục và họ điều khiển tất cả mọi việc xảy ra tại chương trình. Họ kết nối giữa người biểu diễn với khách thể đến dự. Họ kết nối giữa khách thể với khách thể đến dự. Họ kết nối giữa những ý tưởng của ban tổ chức đến với khán giả, đến với người xem. Họ kết nối giữa cái gì? Giữa những người thực hiện chương trình, mục đích của chương trình với tất cả những người phía dưới. Do vậy mà nhiệm vụ của người dẫn chương trình, việc đầu tiên đó là rất nặng, đó là sự kết nối. Việc tiếp theo, trong cái quá trình mà họ làm cái nhiệm vụ của họ, họ có một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Theo các thầy, đó là nhiệm vụ gì? Vâng, con kính bạch chư tôn đức và thưa rằng giảng viên là theo như con nghĩ thì họ có cái nhiệm vụ là truyền đạt được cái ý chính trong cái chương trình đó và xuyên suốt nội dung từ đầu đến cuối bám theo cái chủ đề của cái chương trình mà người MC sẽ có cái nhiệm vụ thực làm trong cái chương trình, một cái chương trình nào đó. Rồi, vừa rồi cô nói như vậy là ok, như vậy là cũng có một cái ý đúng. Thế nhưng vừa rồi cô đã nói một cái vấn đề, nó có một cái thuật ngữ đó là chủ đề. Chủ đề. À, thế thì ngày hôm nay chia sẻ với quý thầy, với quý cô như vậy, quý thầy, quý cô hiểu gì về chủ đề? Chủ đề trong một chương trình. Chủ đề trong một chương trình. Và chúng ta hiểu gì về thuật ngữ đề tài? Rồi chúng ta hiểu gì về thuật ngữ tư tưởng chủ đề? Đó là cái mà bên mặt trận văn hóa trung ương của chúng ta hướng tới, đó là cái tư tưởng. À, chúng ta làm rõ ba thuật ngữ này, bởi vì nếu chưa làm rõ ba thuật ngữ này thì chúng ta sẽ bắt đầu bị miên man với vấn đề vai trò người dẫn chương trình. Rồi, cái này sẽ xin chia sẻ đi sâu hơn xuống dưới. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa giảng viên, là theo con nghĩ thì đề tài là những cái chương trình, những cái sự kiện mà quan trọng nào đó của một cái lễ hội hay là một dịp đặc biệt trong Phật giáo cũng như ở ngoài xã hội. Dạ, rồi, cảm ơn thầy. Sai rồi. Sai rồi, dạ. Dạ, kính thưa giảng viên. À, theo viên giác nghĩ á, chủ đề có nghĩa rằng một cái chủ đề đưa ra để gây ấn tượng hoặc là muốn chuyển tải một cái thông điệp nào đó đến với cái người nghe, cho nên gọi là một cái chủ đề. Cũng đi dạo quanh bên ngoài. Yeah. Thầy hiểu gì về đề tài chủ đề và tư tưởng chủ đề? Kính thưa giảng viên, theo con trò thì chủ đề tức là cái một cái đề tài chính ở trong một cái chương trình. Ví dụ như chương trình của chúng ta là khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình của Phật giáo, và chủ đề trong đó để đưa ra nhằm mục đích cho tất cả những người trình bày cũng như người học phải xoay quanh cái chủ đề đó, tức là cái mục tiêu chính mà ban tổ chức đã đưa ra. Và chúng ta phải làm sáng tỏ, phải có được cái lợi ích mà khi thực hiện cái chủ đề đó hay là nói về đề chủ đề đó. Dạ, đúng rồi đó, thưa quý vị, đó là chủ đề. Thế còn và đề tài tức là trong cái trong chủ đề đó nó có những cái mục nhỏ hơn. Đề tài có thể hiểu là nó nhỏ hơn cái chủ đề. Ví dụ như hôm nay, cái ngày hôm nay giảng viên đến với thính giả ở đây, với khán giả ở đây với một cái đề tài luyện giọng nói, hay là đề tài là diễn cảm xúc,
hay là những cái điều cần biết hay là điều cần có của một người MC chẳng hạn, là đưa ra một cái đề tài nhỏ để mà thực hiện trong cái chủ đề mà ban tổ chức đã đưa ra. Thế cô nghĩ gì về tư tưởng chủ đề? Dạ, thưa giảng viên, tư tưởng chủ đề tức là những cái ý nghĩa trong một cái đề tài mà mình đưa ra. Dạ, như trong một cái chủ đề thì nó có nhiều cái tiêu đề. Và những cái tư tưởng ý nghĩa là những cái nội dung ở bên trong đó mình muốn chia sẻ để truyền tải cho người nghe. Dạ, xin chào, vỗ tay ạ. Việc đầu tiên chúng ta phải hình dung là đề tài. Đề tài là một vấn đề rộng lớn nhất trong xã hội. Dạ, đề tài là một vấn đề rộng lớn trong xã hội. Ví dụ ngày hôm nay Hồng đến đây với đề tài về Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo, không đi về tín ngưỡng khác, dân gian, không đi về những tín ngưỡng khác, mà đi về Phật giáo. Đây là một đề tài rất rộng. Thành ra đề tài là một vấn đề lớn trong xã hội. Và chủ đề là một vấn đề nhỏ trong đề tài. Và chủ đề được thể hiện qua một số nội dung bên trong. Có thể dùng từ là nội dung, có thể là dùng từ tiết mục, có thể là dùng từ mỗi lần xuất hiện tại sân khấu, cụm từ nào cũng được. Mỗi một lần xuất hiện như vậy thì nội dung đó nó phải hàm chứa một vấn đề của chủ đề. Và tư tưởng chủ đề, đúng như cô nói hồi nãy, đó là những gì? Những thông điệp hay là ý nghĩa mà chúng ta mang đến thông qua cả một chủ đề. Và vì vậy mà mỗi một nội dung, mỗi một tiết mục nó sẽ dính một chút xíu về ý nghĩa nào đó. Và khi tổng thể có hết rồi thì tổng thể đó gửi đến cho người xem, người nghe hoặc người khán dự một thông điệp nào đó. Thì đó chính là tư tưởng chủ đề. Và chính vì vậy mà tư tưởng chủ đề đôi khi nó là những nội dung có trong chủ đề. Và đôi khi nó không có trong nội dung, nhưng tất cả những điều chúng ta đang nói nó sẽ mang đến một thông điệp cho nhận thức người xem. Thế thì trong cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Đó là nhiệm vụ định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho đối tượng đến dự. Cái định hướng, cái thẩm mỹ này, định hướng những lời hay, ý đẹp, định hướng. Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng đối với người dẫn chương trình. Đó chính là cái lời phi lộ đầu tiên mà Xuân Hồng đã xin phép phi lộ với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Là chỉ sợ là cái định hướng của mình ngày hôm nay bị mạo phạm. Bởi vì với cái nghi thức tôn giáo thì xin thưa là không giỏi. Thành ra là sợ bị mạo phạm. Và như vậy thì vô hình chung mình đang định hướng một cái lối thẩm mỹ, lối nghệ thuật, lối nghi lễ nào đó vân vân mà chưa phù hợp. Và điều này cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà khi một người dẫn chương trình họ xuất hiện tại sân khấu, xin thưa với quý thầy, với cô là phải đắn đo. Ví dụ như ngày hôm, sự việc của ngày hôm nay thì thật sự là Hồng đắn đo dữ lắm. Xin thưa với quý thầy, quý cô như vậy. Nhìn xuống thấy thầy cô là bắt đầu tim nó đập thình thịch và lo lắng ngay cái buổi đầu tiên lỡ nhận lời với một cái cậu sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Xin thưa với thầy, nói riêng ngoài cái là Hồng đang dạy của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, đang biên chế chính thức và dạy chính thức của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng vẫn dạy các trường nghệ thuật trong thành phố. Và một số trường đó thì họ rất trân trọng, họ rất quý, bởi vì ngoài cái kiến thức nghiệp vụ dạy về diễn viên, công tác diễn xuất, chuyên ngành là diễn xuất, và chuyên ngành thứ hai là kỹ thuật nói trên sân khấu. Chắc có lẽ nói ra thì quý vị chúng ta cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì mình không phải là người Nam, không phải là người miền Nam, mình là người miền Bắc.
và mình đang nói giọng Bắc ở nhà. Nhưng mà từ ngày xưa khi mà học diễn viên vào trường, xin lỗi ở đây nếu như có ai gọi là quý thầy quý cô nào người miền Bắc thì xin lỗi. Hồi xưa những năm tám mấy đi học là vô lớp vô trường là bị mọi người bảo là tắc kè, là Bắc Kỳ. Và sau đó tức lắm, tức mà không biết làm sao. Thế là cái năm học diễn viên đó quyết tâm đổi giọng nói và đổi không được. Nó cứ lơ lớ mà càng ngày nó càng tệ, mà càng ngày nó càng ghê, không biết mình ở đâu. Hoang mang đến như vậy. Năm thứ nhất xong thì nhớ hoài là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há mới bảo một câu là: Hồng ơi, lúc mà nhận thi cũng thi vào trường á thì cô thấy con rõ ràng đi theo một cái hướng. Nhưng mà bây giờ xong rồi cô hoang mang quá Hồng ơi. Thế là mình hỏi cô ơi hoang mang sao cô đấy? Thà là mày bắt hẳn. Nam thì Nam hẳn. Bây giờ mày không phải là Trung mà cũng phải là Huế nữa. Thật sự sợ thật. Nhớ là những năm đó hết hồn. Thế là năm thứ nhất xong. Và năm thứ hai bắt đầu vừa chuyển được giọng. Thì cũng là lúc nhận show bên ngoài làm nhiều. Và thưa quý thầy quý cô biết rằng là ngoài cái việc là đang học chính quy và cái chuyện mà ngày nay là đang học một nghề này và làm một nghề khác, xin thưa nhiều lắm. Chính vì vậy mà ngoài cái giờ đi học, thay vì phải đi làm diễn viên chỗ khác thì lại cầm cái micro này và đi dẫn các chương trình. Dẫn các chương trình nghệ thuật có, chương trình tổng hợp có, chương trình nghi lễ có, và thậm chí là tổ chức các chương trình hội thi rất nhiều. Dạ. Và sau đó một thời gian chuyển hẳn được giọng Nam và bắt đầu tự hứa với mình là tôi sẽ dạy lại giọng miền Nam tại trường của mình. Đó là một cái mục tiêu ngắn đặt ra và quyết tâm vô cùng. Sau đó thì bắt đầu đi dẫn chương trình hàng đêm, bắt đầu ha ca rồi hát đồ, thì bắt đầu phát hiện ra là mình hát dở quá, dở vô cùng. Lại bắt đầu tìm tòi thêm một cái nữa. Như vậy là trong quá trình nói chúng ta cần phải có gì? Phải có một cái nguồn năng lượng. Và nguồn năng lượng đó từ đâu? Phải từ chúng ta. Thế là lại bắt đầu thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm đó thi vô là gì? Thủ khoa. Dạ, thủ khoa. Nhưng mà ra thì không có thủ khoa. Đi vô để học. Học gì? Học cái kỹ thuật hát. Chia sẻ với thầy, với quý thầy và quý cô để thấy rằng là cái đường đi của mình nó chông gai vô cùng. Nhưng mà khi mình đã có mục tiêu và có cái tư tưởng rất rõ thì mình sẽ thắng được hết tất cả mọi thứ. Và sau 4 năm thanh nhạc ra thì một cái điều rất quái quăm là không hát được các tụ điểm buổi tối nữa. Tại vì học trong kia là học gì? Opera. Cứ như thế. Mà ra ngoài mà cái đồ gì vậy? Và bắt đầu là họ không giàu mình nữa. Lại bắt đầu có nguy cơ mất chỗ làm. Và trong một hơi nữa chúng ta sẽ học cái như vậy là cái ngoài cái với cái vai trò nhiệm vụ thì chúng ta còn có cái nguyên tắc, cái phương pháp hay là cái điều kiện cần cho một người dẫn chương trình. Thì trong đó một cái điều kiện là gì? Phải có những năng khiếu khác. Tại vì người dẫn chương trình, ví dụ như chẳng hạn như hôm nay, xin thưa với thầy cô là may mắn lắm là đi đường không kẹt, mà đã dự trù trước rồi. Đi từ lúc 6 giờ thầy Chí Trơn có nhắn tin thì mình nói là dạ, đã bắt đầu đi, gặp lại thầy. Nhắn gì đấy. Nhưng mà từ ở quận 3 đi lên tới đây mà mất hết 1 tiếng rưỡi. Sáng nay phải bỏ xe nhà, sợ không dám đi xe. Mà may chứ đi xe là đi chết, đi lạc. Lạc xuống quận Hóc Môn, quận 12, tuốt dưới kia. Xong rồi, đi tới đây đúng giờ là rất mừng. Chứ nếu như không đúng giờ, thì cô hồi nãy dẫn chương trình phải làm nhiệm vụ là gì? Bình an hết tất cả các vị ở đây. Và bình an bằng cách nào? Bằng cái khả năng của cô ấy. Cô ấy có thể kể chuyện cũng được, cô ấy có thể ca cũng được, hát cũng được, hoặc là
trò chuyện, giao lưu với ai đó cũng được. Nói chung, còn có nhiệm vụ là kéo thật dài chương trình để đón ông này tới. Đấy, cái người dẫn chương trình còn có một cái kỹ năng nữa như vậy. Thế thì học xong ra mà mình dẫn chương trình, và khi tăng mo ca sĩ không tới và những người nghệ sĩ diễn viên không tới thì chúng ta phải kéo. Mà bây giờ không hát được nữa thì làm sao? Đấy, vấn đề lúc đó lại là cấp bách miếng cơm manh áo tất cả mọi thứ, vân vân. Thì cũng là một cái dịp may, thưa quý thầy, quý cô, và một cái cơ duyên. Đó là mình gặp một cái người thầy, đó là thầy Trần Văn Lai. Thầy là một giảng viên của trường múa. Và năm đó thì thật sự với cái tuổi của mình, thời điểm đó là tuổi đẹp. Thưa quý thầy là mình cũng không còn trẻ lắm, cũng ngoài 50 rồi. Thành ra là cái thời điểm đó là cái thời vàng son của mình. Thầy thấy được mình trẻ và như vậy năng động, thầy mới hỏi biết học múa không. Trời ơi, thở nay mà mình đang dẫn chương trình, đang nói mà thầy hỏi múa. Thế là mình ý thức là mình đang học nghề diễn viên, mà trong diễn viên thật sự là có cái bộ môn là múa. Có bộ môn về võ thuật, có bộ môn về vũ đạo. À, vũ đạo. Thế cũng mạnh miệng nói với thầy, thầy ơi, em chưa biết múa nhưng mà em biết nghe nhạc. Cái thầy bảo là học múa không? Mình nói chỗ múa là sao, múa là tối là sao? Chẳng lẽ tăng mo vô thay đồ nhảy ra múa? Nhưng mà thử. Quyết định ôn với thầy, tập với thầy, khiêu vũ. Sau đó cái đạt được một cái huy chương vàng châu Mỹ Latin ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Năm đó vui mừng vô cùng và thấy rằng là như vậy mình cũng được được. Dạ, tại vì mình có thần thái của diễn viên, rồi xong mình nhảy, rồi mình, như vậy mình sẽ làm được ban đêm và sẽ giữ được. Và khi bắt đầu làm được ban đêm rồi thì cái lòng tham kinh lắm. Và quyết định nộp đơn thi vào trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Xui, đậu. Và thêm 4 năm trường múa nữa, thưa quý vị. 4 năm trường múa nữa và tốt nghiệp ra. Và trong tư tưởng chỉ có một việc duy nhất thôi là gì? Là để làm diễn viên. Học nghề múa cũng để làm diễn viên. Học thanh nhạc cũng để làm diễn viên. Và còn một cái ghê hơn nữa là học luôn ca cổ cải lương. Dạ, dạ. Và cái cơ duyên là cô Bảy Phùng Há và cô Hai Kim Cúc, sau khi chuyển qua giọng nam và nói được giọng nam thì cô hỏi ra là sao giọng nam của mày hay lắm, giọng mày là giọng Sài Gòn chứ không phải giọng thành phố Hồ Chí Minh. Những năm đó nói thật với thầy cô là không, chưa hiểu được những lời cô nói. Sau này khi học rồi nghiên cứu thêm thì mình mới biết giọng Sài Gòn là giọng đẹp, giọng chuẩn trong miền Nam. Giọng Hà Nội là giọng chuẩn của miền Bắc. Trải lên tí xíu Hà Nam Ninh v.v. là bắt đầu có ngọng, 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 ngọng rất nhiều. Và giọng thành phố Hồ Chí Minh lại du nhập miền Trung vào miền Tây lên. Bây giờ nói thật, giọng thành phố Hồ Chí Minh cũng ngọng nhiều và đớt nhiều. Phát âm sai rất nhiều. Cái phần phát âm đó chúng ta sẽ nói phần 3. Rồi, trở lại thế thì người dẫn chương trình, họ để giữ được ngọn lửa cho họ và để định hướng về mặt thẩm mỹ nghệ thuật cho đối tượng đến tham dự với chúng ta thì đòi hỏi người nghệ sĩ, người diễn viên, người dẫn chương trình họ có một cái khả năng truyền đạt rất lớn và cái kiến thức cần rất rộng. À, xin thưa với tất cả thầy cô là cho đến giây phút này mình bái phục hai người. Đó là MC Thanh Bạch, là cũng là một người thầy của mình. Mặc dù thầy dạy mình 2 buổi, nhưng 2 buổi đó của thầy cực kỳ quan trọng và nó là dấu ấn làm thay đổi cuộc đời. Và người thứ hai mình rất phục đó là MC Trấn Thành. Trấn Thành là một trong những thế hệ em chưa phải là học trò. Năm mình vô dạy thì thành năm 3, năm 4 gì đó vân vân. Nhưng đó là một trong những thế hệ dẫn chương trình cực kỳ thông minh, tức cực kỳ nhanh nhẹn và thích ứng cực kỳ tốt. Rồi, thôi trở lại chương trình của chúng ta. Nghĩa là ở có một cái phần quan trọng, đó là người dẫn chương trình là cái người định hướng cảm xúc thẩm mỹ cho tất cả khách thể đến tham dự.
Và thưa với quý thầy và quý cô, như vậy cái định hướng thẩm mỹ này đối với mình nó quan trọng lắm. Nó chính là được gọi là linh hồn của chương trình. Nó được gọi là gì? Là cái người gây xúc tác cho chương trình. Nó là người gì? Đó là người giữ được cái không khí, cái ngọn lửa của chương trình. Chỉ thông qua một cái nhiệm vụ duy nhất, đó là gì? Định hướng cảm xúc thẩm mỹ cho chương trình. Vai trò này cực kỳ quan trọng. Mà sau này khi mà được làm nhiệm vụ và tuyển người dẫn chương trình, hoặc là huấn luyện cho các em dẫn chương trình để thi Én Vàng Én Bạc, thì mình mới nhận ra điều này. Và khai thác ở bạn nào được điểm đó thì quả tình bạn đó thi có khả năng Én Vàng Én Bạc. Và cái điều này là cái điều mà những người tổ chức quản lý chỉ cảm nhận được thông qua giọng nói, thông qua phong cách biểu diễn và thông qua cách nhìn nhận sử dụng ngôn từ của người dẫn chương trình. Rồi, thế thì đó là vai trò, nhiệm vụ. Như vậy, về vai trò chúng ta có 3 vai trò. Vai trò thứ nhất là gì? Người dẫn chương trình là người điều khiển chương trình đó. Điều khiển như thế nào tùy anh ta. Rồi, vai trò thứ nhì đó là gì? Họ là người giới thiệu các tiết mục, các nội dung trong chương trình. Và một cái vai trò thứ ba, vai trò thứ ba này cực kỳ quan trọng, đó là họ chính là một người diễn viên đặc biệt. Đặc biệt thì cái nãy giờ mình đang nói đó chính là gì? Không phải giống như những diễn viên khác, mà người dẫn chương trình họ xuất hiện ra đây rất nhiều lần. Thế đòi hỏi là người dẫn chương trình mỗi lần xuất hiện ra họ phải có cái điểm để thu hút đối tượng phía dưới xem hoặc nghe. Họ đặc biệt hơn ở cái chỗ là họ xuất hiện ra đây không phải vì họ, mà họ vì cái nội dung, cái tiết mục sắp tới. Và cái diễn viên đặc biệt của họ chính là nghệ thuật diễn xuất. Họ sẽ phải là người, đôi khi họ là diễn viên, đôi khi họ là anh chàng hề, đôi khi họ là người dẫn dắt cho người ta, đôi khi họ là người phê bình người ta, đôi khi vân 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 vân. Đó là họ là người nghệ thuật, làm cái công việc nghệ thuật, và họ được với vai trò là người diễn viên đặc biệt ở chỗ đó. Như vậy là có 3 vai trò cho người dẫn chương trình. Và người nào giỏi thì là 3 vai trò này phải làm tròn. Thế còn trong cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình thì như vậy là họ có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. Họ có 5 cái nhiệm vụ. Thứ nhất là họ làm rõ ý nghĩa các nội dung, các tiết mục có trong một chương trình, một chủ đề nào đó. Cái nhiệm vụ thứ hai chính là cái nhiệm vụ quan trọng đó, mình đang nói là quan trọng, là định hướng cảm xúc thẩm mỹ cho tất cả đối tượng đến tham dự. Cái nội dung thứ ba, cái nhiệm vụ thứ ba của họ là họ đưa đến những thông tin, những thông tin. Thực sự ra nếu như không có người dẫn chương trình đó, chúng ta sẽ không, cái phần thông tin đây chúng ta phải tạm hiểu rằng là cái lý do có buổi lễ này, lý do có cái buổi này, tại sao lại phải đến đây, tầm quan trọng ra sao, vân vân. Đó là những cái thông tin cần phải có. Thì chỉ có người dẫn chương trình họ mới làm nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ thứ tư là một trong những nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng, đó là họ xử lý tất cả các tình huống xảy ra tại sân khấu hoặc là trước một diễn đàn. Ví dụ ngày hôm nay Miro lỡ hư thì không thể nào mà bộ phận kỹ thuật ơi, hãy giúp tôi, mà người dẫn chương trình có nhiệm vụ bỏ Miro luôn và bắt đầu dùng cái bộ máy phát âm của mình và phải nói sao cho tất cả những người phía sau được nghe bằng kỹ thuật giọng nói của mình.
Hoặc là trường hợp thứ hai là nếu cái đối tượng diễn viên hoặc nghệ sĩ hoặc diễn giả họ không tới, thế thì họ phải có nhiệm vụ kéo chương trình, họ làm sao đó. Đó là nhiệm vụ của họ, phải xử lý tất cả các tình huống. Rồi, họ còn một cái nhiệm vụ thứ năm, đó là họ thư giãn chương trình. Thư giãn chương trình. Thiệt ra khi chúng ta dùng cái từ thư giãn chương trình, cái nhiệm vụ thư giãn chương trình, chúng ta hay nhầm lẫn vô trong cái xử lý tình huống. Không phải. Mà thư giãn chương trình ở đây là một trong những nội dung đã có sẵn trong trong cái chương trình của chúng ta. Ví dụ, trong một chương trình an sinh xã hội thì ở chùa chúng ta, chương trình đó với chương trình đó thì không chỉ làm cái việc là an sinh, mà chúng ta còn tổ chức cho các em nó chơi, tổ chức cho các em nó thi cái này, thi cái kia ngay tại sân khấu. Đó là nằm trong một nội dung để cho các em được hoạt động, được chơi. Thế thì đó là cái việc thư giãn chương trình đó, người dẫn chương trình đó chính là nhiệm vụ của họ. Và như vậy là chúng ta có 5 nhiệm vụ cho người dẫn chương trình. Chúng ta qua một cái phần tiếp theo, đó là phần tiêu chuẩn và năng lực của người dẫn chương trình. Thành ra về kiến thức thì xin thưa nói với quý thầy cô như thế này, thật sự ra chúng ta không giỏi lắm. Nhưng được một cái là đối với kinh nghiệm của Xuân Hồng là khi nhận bất kỳ chương trình nào là phải hiểu tận tường, thấu đáo về cái chủ đề mà ta đang làm. Đi rõ từng ngóc ngách của cái việc chúng ta đang làm. Thì nói thật với quý thầy, quý cô, lúc đó kiến thức chúng ta nó rộng vô cùng, rộng theo chiều ngang của nghề. Nhưng mà thiệt ra xong chương trình đó rồi, các quan bên làm chương trình khác là bắt đầu lại nghiên cứu chương trình đó, đi ngóc ngách hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như để làm được cái chương trình hơi ngày hôm nay thì không phải đi vô các buổi tụng của quý thầy cô. Không nghe có tụng có cả hơi hơi xuân ở trong này, rồi có những lúc tụng có hơi hơi ai ở trong này, rồi thậm chí là có nghe thầy cô có những cái buổi tụng là có những thầy đội nón đồ nhiều lắm, thì hầu như là các thầy ngâm tụng theo theo mình là bên cải lương là lễ. Thế thì để mà giọng, để được như được một cái giọng được như vậy thì cần phải khác nữa. Và hôm nay chưa nghiên cứu tới. Hôm nay chỉ nghiên cứu, chúng ta sẽ cùng làm một vị trí thôi. Vị trí sao cho chúng ta tụng ra âm thanh đẹp. Rồi, tí đó nói sau. Thế thì bắt đầu để hiểu về cái việc ngày hôm nay mình làm là bỏ ra từ cái ngày mà thầy Chí Chơn tới mình á. Từ ngày hôm đó nói thật thầy là mỗi ngày học một ít. Rồi học từ cái câu là kính bạch chư tôn, nhìn nó quên mất rồi đó, nó quên rồi đó, thượng tọa đại đức chứng minh, vân vân. Rồi kính bạch chư tôn, thượng tọa đại đức tăng, rồi đại đức ni. Rồi xong rồi có thêm một từ nữa là gì? Các thiền tăng ni nhị bộ. Trời ơi, xong quá trời luôn. Xong phải không hiểu cái chữ nhị bộ, phải hỏi, phải hỏi. Đấy. Dạ, tại vì sợ là mạo phạm, thành ra là phải nghiên cứu. Thành ra mỗi một cái chương trình như vậy là người dẫn chương trình phải nghiên cứu một cách tuyệt chiêu nhất, sâu nhất và chất lượng nhất. Thế thì chúng ta lại được mệnh danh là trời, ông này ông rộng quá, ông kiến thức ông giỏi quá. Không phải, xong chương trình đó là cất lại kiến thức đó khi khác sử dụng, và bắt đầu chương trình khác, và cứ như thế, và nó trở thành một cái bề dày từ từ. Bề dày từ từ, thưa quý thầy. Thành ra là việc đầu tiên người dẫn chương trình là phải có kiến thức. Thành ra kiến thức rộng được mở ngoặc là như thế, để các quý thầy quý cô hiểu. Chứ không phải nói chứ vừa đụng vô cái chuyện này, ví dụ như bữa rồi mình cũng đắn đo lắm, khi sinh viên bên trường cao đẳng nói là thầy ơi,
con đã thấy thầy dẫn chương trình rồi, con nghe thầy giảng cái gì đó, mà thiệt ra đâu có dám giảng giống vậy đâu, không dám. Cũng nói nhưng mà nói về nghệ thuật chương trình bình thường thì dám. Xong mới nói với bạn đây là thôi bây giờ em đợi đi, tôi suy nghĩ trong vòng nửa tiếng tôi điện lại cho em. Và sau đó điện lại nó là em ơi sao nó, thầy ơi ở đó là quý tăng quý ni không? Tôi nói trời ơi em ơi đừng nhắc lại câu đó là tôi sợ nữa. Thật sự sợ nó không biết nói cái gì. Cái, xong cái hỏi lại là nhưng mà em thấy thầy sẽ đến đó thầy nói cái gì mà em dám giới thiệu thầy. Xong bạn bảo là thầy ơi con tin vô thầy lắm, con tin kiến thức thầy rộng lắm. Nó trời ơi trời, em ơi tôi chưa biết một cái gì hết trơn. Tôi là người ngoại đạo, tôi chẳng biết, tôi không phải là con chiên, không phải là Phật tử, không phải thì tôi làm sao tôi ấy được. Còn tin vô thầy, thầy cứ làm đi. Học trò. Rồi xong, vừa nói xong thì có một người bên đây điện tới nữa. Bối rối, nói thật, hôm đó bối rối vô cùng. Xong rồi mới, để từ từ trả lời. Xong trả lời xong, thấy im, mình nó mừng quá. Nhưng mà được một cái dịp là từ hôm đó là bắt đầu mình đã nghiên cứu, đi sâu vô, hiểu về tỳ kheo, hiểu về tăng, về ni sư rồi, trụ trì là gì vân vân vân. Khái niệm phải hiểu hết. Xong mình nói chứ hên quá, có một cái dịp được học tập mà không mời thôi cũng mừng. Xong cách đây tuần lễ, hai tuần vậy, thầy Trí Trân tới, nghe mình hết hồn một vía, mình nói chứ, chết cha vậy là vẫn nói, vẫn làm bình thường. Lo, bắt đầu lo tiếp. Lo mà nói thật là, quý thầy cô là vừa lo nhưng mà vẫn vừa lo việc ở trường. Sinh viên vẫn thi tốt nghiệp, sinh viên vẫn thi học kỳ, rồi vừa lo vở diễn để ra vở mới, rồi vừa lo vở diễn đã diễn rồi. Vừa rồi mình có một cái vở là Yêu Là Thoát Tội của tác giả Lê Chí Trung. Vừa đạo diễn vừa diễn viên. Và vở diễn được 98 suất. Là một cái đợt hiện nay, sân khấu, tình hình sân khấu hiện nay diễn được như vậy không phải là chuyện đùa. Và người ta vẫn xem, khán giả vẫn xem, từ học sinh đến thiếu nhi xem, rồi đến cả người lớn xem. Và như vậy thì cái sức hút của vở nó lớn. Và qua đó thì gánh nặng cho chúng ta trong những lần sau càng lớn hơn. Và trở lại cái việc của mình là khi học trò đã tin tưởng đến như vậy, rồi khi các thầy đã tin tưởng như vậy, thì lập tức mình phải bắt đầu cố gắng hơn và bắt đầu mở rộng kiến thức ra, tìm hiểu rất rõ, tìm hiểu đến nỗi mình tìm hiểu những cái dấu chấm ở trên đầu nữa. Cái mình nói chứ, ủa vậy là đạo Phật bên mình có không ta? Rồi bắt đầu nó loạn não lên luôn, nói thật với thầy với cô như vậy. Và sợ lắm, tại vì bên Phật giáo chúng ta là cả một biển trời và đã được đúc kết thành sách qua kinh điển, thành ra để đọc được một cái kinh Dược Sư thì thú thật cho đến bây giờ chưa đọc hết kinh Dược Sư. Dạ, chỉ đọc được hai cuốn vậy nè. Dạ. Rồi xong mà đọc chứ cũng không hiểu nữa. Dạ. Rồi đọc chú Vãng Sanh, rồi đọc, nói chung đi vô ngồi trong chùa cũng mấy ngày, ngồi tận tâm tịnh tâm lắm mà cũng biết tịnh lúc đó đầu mình nghĩ gì nữa, cứ hoang mang, cứ toàn là nghe và tìm xem những cái gì để mình cần nói cần làm trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy là như vậy. Thế thì bắt đầu kiến thức bắt đầu nó tích tụ cho mình thêm, chứ thiệt ra về Phật giáo thì mình không giỏi. Đấy là như vậy. Thành ra cái kiến thức của người dẫn chương trình là một trong những tiêu chí đầu tiên. Cái năng lực của người dẫn chương trình là phải có kiến thức. Và hồi nãy như thầy nói, cái thứ hai, đó cũng là một cái năng lực của người dẫn chương trình, đó là gì? Hồi nãy thầy nói là dạ, phải có giọng nói tốt. Hay nói một cách đúng cái từ của đứng trước công chúng hay là sân khấu thì phải nói cho tròn vành, rõ chữ. Nói sao cho mọi người hiểu được, nghe được, hiểu được. Chứ có nhiều người nói, nghe mà không hiểu gì hết. Ví dụ như này, nghe được gì đâu. Không à? Đó, thì là phải nói được và người khác nghe được và hiểu được. Rồi, như vậy là kiến thức, giọng nói, phát âm rõ, đẹp. Phát âm phải rõ, đẹp. Và cái thứ ba cũng cần, đó là gì? Sức truyền cảm qua giọng nói. Tức là ngữ điệu giọng nói.
Rồi. Rồi cái gì nữa à? Cần cái gì nữa à? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Dạ, xin dành cho thầy, quý thầy một tràng pháo tay thật to. Thầy nói, thầy vừa nói một cái ý là ngoại hình. Thưa với quý thầy cô, thật sự ngoại hình cực kỳ cần. À, xin lỗi, mình xin phép giấu tên. À, có một lần mình thấy một vị thầy dẫn chương trình mà xong rồi, thiệt ra là hôm đó mình đi vô cái thiền viện đó, sau đó là mình mạch chuyện này lâu rồi, và sau đó mình nhấc cái ghế ra, mình mời thầy đó ngồi. Lý do là thầy bị tật một cái chân, mà thầy nói rất hay, mà không biết sao hôm đó không bố trí cái ghế cho thầy, và thầy đứng một chân, và sau đó là thầy khập khiễng đi và ngồi xuống một cái nơi giống như thế này. Mình mới là tư cách là người du lịch đi đến dự và bất xúc, ghét, chạy vô lấy cái ghế ra mời thầy ngồi, và tất nhiên mọi người vỗ tay. Nhưng mà qua đó cái mình chỉ gặp một cái người đời thôi, và đứng ở một cái góc giống như một người trong thành viên ban tổ chức, và mình nói là tại sao không lấy ghế mời thầy, thì được thưa rằng là thầy có tật nhưng mà thầy chức phẩm thấp. Thì đại khái là mình nghe được trả lời như vậy. Thế mình mới trả lời câu là nhưng mà hiện nay thầy đang diễn giải trên này, thầy đang dẫn chương trình ở trên này, và ông ấy đi đứng rất khó khăn, tại sao chúng ta không nghe? Nó không được, ở dưới là nhiều người chức phẩm cao hơn, thành ra thầy không được ngồi. Thì không biết có đúng hay không, nhưng mà thiệt ra mình thấy chạnh lòng. Thì ra cái ngoại hình bên đó nó chi phối rất nhiều cho cái người, cho những người ngồi xem. Và hôm đó may mắn cho thầy ấy là thầy đang nói về Vu Lan, đại lễ Vu Lan. Thành ra giọng thầy vút và đi sâu vào tâm hồn, và mọi người quên hẳn đi cái tật nguyện của thầy. Và trong đó thầy cũng nói là xin con ra không ai chọn cửa. Thành ra mỗi người có một số phận và rất nhiều. Và hôm đó thầy đi vào trong lòng mọi người, và họ quên đi rằng là ông thầy đang tật nguyện cái chân. Và điều đó thật sự ảnh hưởng đối với một số du khách, ví dụ như mình là người đứng bên ngoài, mình thấy không chịu được. Thì đấy, thành ra cái ngoại hình của người dẫn chương trình cũng rất cần. Trở lại cái chuyện đó thì những cái năm mà 89, 93 thì ở trường đại học sư phạm, mình cũng có dạy bên đó về cái nghệ thuật nói và nói phát âm tròn vành nói chữ. Có tuyển vô một số sinh viên sẽ tốt nghiệp ra trường mà xin lỗi quý thầy, quý cô, mắt bị lé. Và cái điều này thật sự sẽ rất ảnh hưởng cho học sinh ra rất nhiều. Lần đó mình có xuống phòng đào tạo, mình mới thưa rằng là để trước công chúng điều này rất là khó, và điều này mình đã bị trải qua trong cuộc đời. Thành ra mình cũng chia sẻ luôn, đó là ngày xưa học lớp 6, nhớ lớp 6, thì ông thầy dạy lao động, hồi đó còn có môn là lao động, làm chổi, làm đồ gì đó, vân vân. Những cái năm đất nước mới giải phóng vô, rồi xong rồi còn nghèo. Mỗi diễn viên, hồi xưa tôi hồng học diễn viên là hàng tháng còn phải nắm thang đá. Được diễn viên là mỗi tháng là tiêu chuẩn mỗi diễn viên bao nhiêu ký thang đá. Rồi xong rồi hàng tháng được mua nhu viết phẩm, vân vân. Chứ rồi lãnh lương, lãnh... có sổ gạo, lấy gạo. Đại khái hồi xưa mới giải phóng chúng ta vất vả lắm, và những lứa học diễn viên đầu là vất vả vô cùng. Thế thì cái thầy đó năm lớp 6 dạy thì thầy bị lé, và con mắt bị chinh đi, và thầy làm cái lao động quấn chổi, thì mình là người rơi vô, có nghĩa là thầy nhìn, và lúc đó thì mình còn nhỏ bé, cứ nhìn vô mắt thầy không biết thầy nhìn ở đâu. Và cứ nhìn thầy, xong cứ nhìn thầy, rồi nhìn qua cái chỗ thầy đang nhìn thầy, nhìn qua chỗ thầy, mà thấy thầy không nhìn vô chổi. Và lúc đó thật sự là vô tâm vô cùng, mới nói là thầy ơi, sao thầy hay vậy, thầy nhìn bên này, mà thầy không nhìn vô chổi, mà thầy vẫn quấn được. Trời ơi trời, không biết đừng vỗ tay, cái này sợ lắm. Nhắc lại là vẫn còn sợ, có nghĩa là năm đó thì vô tư, vô tâm và vô tánh, vô tình, vô bao nhiêu cái vô, mà nói rất là bình thường. Nhưng mà ông thầy ông hồ chứ, tôi không nhìn mà tôi vẫn thấy. Xong ông đặt cái chổi xuống, ông đi ra ngoài luôn.
Rồi xong lúc đó mình cũng nói với lớp là hay quá, tao đã nói được một câu mà thầy đi luôn không trở lại hơn. Trời, hãnh diện lắm kìa. Về nhà mới kể cho bố mình. Thầy, hồi đó vẫn gọi là thầy. Thầy ơi, sáng nay con mới về làm bữa việc, mới kể ra hết. Cái thầy là ba đó, ba mới bảo là con ơi, vừa rồi là như vậy là con không có học, con thất học. Ủa là sao? Thế xong là bố mới giảng ra. Trời ơi, qua hôm sau gặp ông thầy chỉ xin lỗi ông không? Mà ghê nhất là vừa xin lỗi ông là ông khóc. Và xin lỗi ông xong là vừa nói thầy ơi, con được ba thầy con ở nhà nói là vậy, thành ra con xin phép thầy là con xin lỗi thầy bữa hôm đó. Gặp thầy giữa sân mà thầy không biết sao, nhưng mà bây giờ thì mình mới hiểu. Khi học diễn viên xong mình mới hiểu. Thầy đứng khóc liền tại chỗ. Xong cái thầy vuốt đầu nghe, không nói tiếng nào luôn, thầy quay đi. Sau này học diễn viên rồi mình thấy những cái hành động của thầy như vậy và cái hành vi của thầy, tất cả mọi thứ, thì mình mới thấy là trời ơi, hôm đó là mình làm tổn thương ông thầy vô cùng. Và qua đó cũng thấy là một cái điều là để nói chuyện trước công chúng, để đứng trước một đám đông, một nhóm đông, cái tiêu chuẩn nhân dáng bên ngoài cần. Còn nếu không thì đó, như một số học trò mình thấp bé quá, mình nói là con học cho thật giỏi đi, phát âm cho thật tốt đi, rồi vô phát thanh làm. Qua phát thanh, các thưa quý thầy, quý cô, là có nhiều người mà chúng ta thấy rằng ở phát thanh viên, đài á, nghe giọng và đừng nhìn mặt. Chúng ta nhìn rồi chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng người như vậy, có giọng nói như vậy hay giọng nói như vậy là con người như thế này. Chị Hướng Dương là một cái minh chứng. Hướng Dương là một trong những người học chung lớp MC với mình. Hướng Dương ngày xưa cũng rất đẹp. Hướng Dương là người MC sách nói nè, sách nói cho người mù á. Và một cái khoảng thời gian trẻ Hướng Dương cũng rất đẹp, sau khi tai nạn là mất đôi chân. Xong rồi bắt đầu từ đó Hướng Dương ngồi một chỗ và ngồi không ít vận động. Và người Hướng Dương ngày càng to. Và khi nghe giọng nói thì chúng ta tưởng là cô bé 15, 16. Nhưng khi gặp là chúng ta hết hồn, bư như thế này. Và tất nhiên Hướng Dương đã qua đời ở một lứa tuổi còn rất trẻ. Thế thì cái tiêu chuẩn về nhân dáng bên ngoài rất cần, cũng cần. Đó cũng là một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà tiêu chuẩn về kiến thức, tiêu chuẩn về giọng nói, thì còn một tiêu chuẩn thứ ba là tiêu chuẩn về nhân dáng. Thế còn tiêu chuẩn nào nữa không ạ? Theo quý vị chúng ta. Và chắc có lẽ là qua cái vai trò nhiệm vụ thì chúng ta có những cái tiêu chuẩn chúng ta cũng phải đặt ra rất rõ. Là cái tiêu chuẩn là gì? Sử dụng ngôn từ. Đây là một trong những tiêu chuẩn mà cực kỳ khó đối với người dẫn chương trình. Bởi vì từng chương trình có những phong cách riêng. Có những chương trình chúng ta phải dùng cái ngôn phong khoa học. Có những chương trình chúng ta phải dùng những ngôn từ vùng miền, nếu như chúng ta tới vùng miền. Hoặc là có những cái ngôn từ mà chúng ta phải dùng giọng văn hành chính. Có những chương trình mà chúng ta dùng theo phong cách khẩu ngữ, vân vân. Thì cái ngôn từ của người dẫn chương trình cũng cực kỳ quan trọng. Cái sử dụng từ, đặc biệt đối với người dẫn chương trình, cái tiêu chuẩn mà đầu tiên mình nghĩ rằng cái tiêu chí để nhận những người dẫn chương trình hoặc là đào tạo những người dẫn chương trình là việc sử dụng ngôn từ phải thật tốt. Hay nói chính xác hơn là phải biết mình đang nói gì. Phải biết mình đang nói gì. Tại vì có một số MC, ví dụ như vừa rồi như cái chương trình Anh Hạnh Phúc mà vừa rồi làm việc với quý vị ở đây. Mình là ban tổ chức của Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu. Thế là khi mà mình đưa cái tên những người MC sẽ dẫn trong chương trình, tại mình là đạo diễn, tổng đạo diễn, thành ra là mình sẽ đưa những chương trình đó cho những bộ phận lớn hơn, thì họ chọn Anh Hạnh Phúc. Tại vì họ hô anh này về mặt tiêu chí dùng từ tốt hơn một số MC khác. Hoặc là nghệ sĩ ưu tú Thảo Vân. Tất nhiên Thảo Vân này sau này thì chị ít dẫn chương trình. Nhưng mà chị cũng là một trong những người sử dụng ngôn từ rất chuẩn và giọng chị rất đẹp. Thế thì cái tiêu chí mà sử dụng ngôn từ đó ở bên ngoài người ta rất cần. Ví dụ như vừa rồi mình đi một cái chương trình của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đi một chương trình về nguồn tại Tuyên Quang. Tất nhiên đi trong đoàn như vậy là
Đoàn Đi là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Nhưng mà sau khi trưởng ban tuyên giáo xem qua một số người dẫn, và tất nhiên mình cũng chẳng giỏi, nhưng ông thấy mình trẻ, thứ hai là mình nhanh nhẹn, và ông chọn mình. Sau đó ông mới nói câu là so thầy với lại những cái người khác dẫn chương trình thì cái cách sử dụng từ thầy chuẩn hơn những người khác, mặc dù họ cũng là nghệ sĩ ưu tú hoặc nghệ sĩ nhân dân, nhưng mà họ lại quen theo cách nghệ sĩ diễn bên ngoài, và trong quá trình đó dùng từ dễ bị mạo phạm. Đấy, thành ra là cái sử dụng ngôn từ cũng là một trong những yếu tố mà khi chúng ta làm trong nhà tổ chức hoặc là chúng ta là người dẫn chương trình, chúng ta phải rà soát cái này rất kỹ. Ví dụ chẳng hạn như đó, đi khi đến đây mình cũng có những cái từ mình không rõ, mình phải ghi vô đây. Tốt nhất đối với người dẫn chương trình là tất cả mọi việc miệng nói là tay có cây bút ghi liền. Thật sự, tại vì khi mà người dẫn chương trình, khi chúng ta nhận một chương trình nào đó hoặc là khi chúng ta chuẩn bị làm một chương trình nào đó, xin thưa với quý thầy, đây là kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Vì đầu tiên chúng ta sẽ gặp đạo diễn, tiếp theo chúng ta gặp cái người ban tổ chức. Hai bộ phận này là hai người đều chung một tư tưởng, chủ đề muốn với nhau, nhưng mỗi người sẽ có cách đi khác nhau và mỗi người có những cái lợi thế khác nhau. Đối với người ban tổ chức thì họ mong muốn ý nghĩa của cái chương trình này. Họ mong muốn cái gì? Họ mong muốn là cái chương trình hiệu quả nó ra sao. Nhưng ngược lại, đối với cái người đạo diễn chương trình, người mà lên nội dung cho chúng ta, thì cái người đó hoàn toàn họ lại muốn cái tinh thần từng nội dung, từng tiết mục. Thành ra đối với người dẫn chương trình là thông qua những cái đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm được cái lợi thế cho mình về cách dẫn, phương pháp dẫn. Thế thì thường thường Hồng là một, sau này thì có cái ghi âm, thành ra lại cái bấm ghi âm trong cái viết cái, rồi cứ đứng vô bộ đứng sát sát vô, cái họ nói gì vô đây hết trơn. Đấy, cứ lúc nào không có cái viết ở trong người. Thế thì đó cũng là một cách hay. Nhưng ngày xưa thì chưa có, ngày xưa thì không có, là cái viết cầm tay, cứ miệng nói là tay ghi, mắt thì vẫn nhìn, ghi xong nhiều khi về đọc không hiểu gì hết trơn. Tại vì cái dòng trước nó quẹt lên dòng sau quẹt lên dòng trước quẹt lên dòng sau, và cũng nặng đầu nặng óc lại mới kiểm tra. Nhưng thiệt ra là khi ghi lại như vậy tốt cho chúng ta rất nhiều. Tốt cho chúng ta rất nhiều. Thành ra là cái về cái phần mà kiến thức và nội dung và cái dùng từ chúng ta rất cần. Ngoài ra thì cái tiêu chuẩn của người dẫn chương trình rất cần ở cái sự là nhạy bén, nhanh nhẹn, linh hoạt. Hay nói một cách khác là gì? Xử lý tình huống tốt. Cái điều này thật sự nói với quý thầy, quý cô là cái anh MC nào, người dẫn chương trình nào mà xử lý tình huống càng tốt bao nhiêu thì hiệu quả chương trình bớt tai nạn. Chúng ta sẽ giảm thiểu những cái tai nạn tại sân khấu. Và cái người đó họ sẽ biết cách không đồ đậm lại. Ở tại sân khấu chúng ta lưu ý là có một cái việc là người dẫn chương trình sau này các em nó hay mắc phải, mà nhất là trong các chương trình nghi lễ. Một cái nguyên tắc mà người dẫn chương trình luôn tránh đó là gì? Cấm đồ lại. Nghe cái từ đồ lại này là quý thầy cũng đang có những ánh mắt không hiểu. Đó là như thế này: trong một cái luận văn, trong một bài phát biểu, trong một gì đó vân vân, và trong một đoạn giới thiệu của chúng ta lỡ giới thiệu sai, chúng ta hãy để nó qua luôn, sau một hơi nữa trong nội dung sau chúng ta lặp lại cái đó nhưng theo cái nội dung đúng. Hoặc là ví dụ trong giới thiệu về giáo phẩm bị sai thì lập tức chúng ta sẽ xin lỗi và giới thiệu lại, không đồ lại cái sai. Nghĩa là khi chúng ta giới thiệu chức vụ phó mà giới thiệu thành trưởng thì nghe cũng còn mừng, nhưng người trưởng giới thiệu xuống phó là thấy khó chịu rồi đó. Và thường thường MC hay nói dạ xin lỗi, thầy đó không phải là phó mà thầy đó là trưởng, là chúng ta dở, chúng ta đồ lại đó. Dạ xin lỗi quý vị, thầy đó không phải là phó mà thầy đó là trưởng, ví dụ là chúng ta đã đồ lại. Mà khi chúng ta đã giới thiệu sai là trưởng thì chúng ta xin lỗi, xin được giới thiệu trân trọng đón tiếp thầy đó, và đọc tên lại cái phẩm của họ là trưởng, là phó. Rồi
Cái sự nhạy bén linh hoạt đó, ứng xử linh hoạt đó, nó cũng sẽ giúp cho gì? Giảm thiểu tất cả mọi cái việc xảy ra tại sân khấu. Cái sự ứng xử đó linh hoạt đó, chúng ta, những người mà tổ chức chương trình sẽ xem cái cách ứng xử bên ngoài của cái người dẫn chương trình đó. Và chúng ta xử lý ở một vài tình huống thì chúng ta sẽ thấy được cái khả năng ứng xử của họ. À, rồi, ngoài ra như vậy thì chúng ta cần cái gì nữa ạ? Chúng ta cần cái khả năng hiểu biết của họ và cái óc hài hước của người dẫn chương trình. Những điều này là những cái khả năng đều cần. À, khả năng, cái tiêu chuẩn vẫn cần. Rồi, nhưng mà chung quy nhất chúng ta cần nhất vẫn là gì? Cái kiến thức của người dẫn chương trình, giọng nói to rõ đẹp, tròn vành rõ chữ, truyền cảm. À, rồi chúng ta cần kiến thức của họ, chúng ta cần cái sự nhạy bén linh hoạt, ứng xử với tất cả mọi tình huống. Rồi, bây giờ quý thầy nghỉ giải lao 5 phút, chúng ta sẽ vô tiếp phần 2. Phần 2 là phần về các dạng chương trình. Vừa rồi là như vậy, mình đã đi với quý thầy, quý cô về người dẫn chương trình là ai, vai trò, nhiệm vụ và tiêu chuẩn người dẫn chương trình. Và thứ hai là chúng ta sẽ đi vào tất cả các dạng chương trình mà các quý thầy rất cần. Chúng ta nghỉ giải lao 10 phút đi ạ, 10 phút. Như vậy là đúng 9 giờ. Dạ, xin mời quý thầy.